cái nhà hàng là Thai rất là hấp dẫn các bạn ơi. Đây một nhà hàng Thái Lan. Đây có rất là nhiều món, các bạn có thấy có cái cơm lam Thái các bạn ơi. Kêu thêm một ly nước uống thôi các bạn ơi. Trà dâu thạch mát. Cho một ly đi trà dâu tầm hạt đác. Mực đây chế biến món gì? Nướng hả? Nướng. Rồi gọi là cơm lam các bạn ơi. Wow. À, đây là khu ẩm thực của hội chợ hàng Thái Lan các bạn. Đó là ở đây có rất là nhiều cái món Thái Lan rất là lạ, mình sẽ thử thách là ăn thử các cái món Thái Lan các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ ăn ở quốc Thái Lan và review cho các bạn nha. Ở đây có rất là nhiều cửa hàng Thái Lan như Thái Bistro này. Thái Bistro có những món như gọi là món bún Thái này, gỏi xoài Thái, phạt Thái, cà ri Thái, các bạn, cơm chiên cháy thơm, sandwich mật ong, vân vân nhiều món các bạn. Còn bên này là có là Thai Cruise, bạn thấy có tôm khổng lồ, bạn tôm mực khổng lồ, bạn mực khổng lồ bạch tuộc xuất Thái các bạn ơi. Bên kia là có Thai traditional fruit. Phía bên này là các nhà hàng Việt Nam nhưng mà làm thì kiểu Thái các bạn ơi. Ở đây có một cái nhà hàng rất nổi bật này, là gọi là cái cha tục chạc food các bạn ơi. Rồi các bạn thấy là đây cửa hàng Thai Bistro đây. Thai Bistro các bạn. Đang hiện tại đang rất là đông người các bạn ơi. Còn là Thai Cruise này. Bistro Thai Food. Mực khổng lồ đây. Món mực khổng lồ đây các bạn. Rất nhiều món nha. Bây giờ mình sẽ kê một món thôi. Anh ơi, làm cho em con mực này bán sao vậy? Con mực bán sao vậy? 80.000 con anh. 80.000 con làm gì? Nướng. Anh nướng em con đi. Nướng sốt Thái hay sao? Dạ, nướng Thái. Con nhỏ này nó muốn làm hả? Đây các bạn thấy là có món này là món gì đây? Thơ nó làm không? Cái này là nem á em? Dạ, nước một ong anh. Nước một ong hả? Cái này là cơm lam các bạn. Đây là thịt nướng nè bà. Bạch tuộc. Cái này mình nấu mình bán hội chợ xong mình nghỉ hả? Dạ. Cứ có hội chợ mới đi bán. Có bán ở bên Thu Đức hả? Thu Đức vô á. Chợ Thu Đức. À biết rồi. Chừng nào cũng bán lắm.
cơm lăn. Dạ dạ, có mua nước rồi. Thì toàn thì hôm nay là hội chợ cái hàng Thái Lan tổ chức tại 446 của trung tâm triển lãm quốc tế Tân Bình các bạn. Thì cái hội chợ này nó sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày 24, 25, 26, 27, 28 tháng 4 các bạn. Thì hiện tại thì cái khu ẩm thực này cực kỳ rất là độc đáo, là rất toàn là cái món Thái các bạn ơi. Cho nên là các bạn sắp xếp thời gian cuối tuần các bạn sẽ đến đây, hai ngày cuối tuần đến đây để mà thưởng thức các cái món Thái Lan rồi. Ở trong đây cũng có một cái nhà hàng Thái Lan nữa các bạn, để mình đi vào để các bạn xem nha. Đây nhà hàng, đây là nhà hàng Con Voi Vàng các bạn ơi, cũng toàn là các món Thái Lan không. Cùng phía bên trong là có hội hội chợ nó đang diễn ra rồi. Và phía trong hội chợ thì chủ yếu là các cái món đồ tiêu dùng thôi bạn, trang sức mỹ phẩm rồi các cái thứ mì rồi các bạn. Đây là khu này là khu ẩm thực, bây giờ mình mời các bạn thưởng thức mấy cái món ẩm thực ở của Thái Lan ở khu ẩm thực này nha. Mực khổng lồ, mực khổng lồ này thì không biết mực khổng lồ bán. Ủa con mực khổng lồ này bán sao? Mực này đây. Dạ. Con mực này bán sao vậy? 45 ngàn quả anh. Bán lạng hả? Dạ. Cân lạng lên bán hả? Dạ. Mực này tươi không ta? Chính gì anh? Ủa nó teo lại ta. Như con đó là khoảng 2 kg hả? 2 kg giờ quy ra là 900 hả? Khí hậu này rất là nóng các bạn ơi, nóng cực luôn. Xong chưa vậy? Dạ rồi. Rồi bạn. Phan phan đồ bỏ đây ra. Mực này là 80 các bạn. Cái là tươi đó, để thử coi. Ê chị, trả tiền chị ơi. Cảm ơn. Ôi, bây giờ mời các bạn thưởng thức là con mực mực sốt Thái các bạn. Mực sốt Thái. Tại thì ngày đầu tiên cho nên chắc là cũng có nhiều người chưa biết các bạn ơi, cái hội chợ này tại đang rất là thu hút người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Nên là mà cái hội chợ này nó kéo dài cũng dài ngày các bạn ơi. Cho nên là các bạn có thể đến đây mà mua cái đồ tiêu dùng á,
tiêu dùng đồ hàng tiêu dùng Thái Lan. Người Việt Nam lại thích hàng hàng tiêu dùng nước ngoài các bạn. Ngon. Hội chợ thương diễn ra từ ngày hôm nay đến chủ nhật mới kết thúc ạ. Bạn có thể đến đây mà thưởng thức. Thái Traden Food, một cửa hàng Thái Traden Food. Bên kia là có cái nhà hàng Thái Lan các bạn ơi. Còn hàng tiêu dùng thì hàng tiêu dùng Thái Lan mình thấy ở trong đây có chủ yếu là túi sách, bánh kẹo Thái Lan các bạn, rồi có cái gì xà bông rồi giặt các thứ của Thái Lan, bánh kẹo, quần áo như cũng đầy đủ các bạn ơi. Rồi các cái đồ mà làm thơm nhà, thơm cửa đó, toilet rồi đó, hoa oải hương, đúng rồi, hoa oải hương rất nhiều, rất đặc biệt. Ở bạn đến đây mà để trải nghiệm hoặc là mua vừa giải thử. Tôi nói ở đây có nhiều, họ nói là mua nhiều lắm bạn ơi. Mình sẽ để cái đường link của cái video mình tham quan ở trong hội chợ đó, cho bạn ở phía dưới nha. Các bạn review rồi, mình review cho bạn, bạn xem rồi thật rồi bạn đến đó mà mua sắm các bạn. Wow, 80.000 con mực này mặc rất mát. Con mực bự kia nãy mình quay cho bạn, con mực đó kiếm ra mà rồi 2 kg là 900, 45.000 lạng một khổng lồ. Đó là cái chè Thái này bạn, chè Thái rồi các cái món ăn đường phố của Thái Lan các bạn. Rất đây cơ hội bạn thưởng thức của Thái Lan, có đi du lịch đâu, có đi du lịch Thái Lan để thưởng thức ẩm thực, nhưng mà muốn đi du lịch mà dạng như mình đi qua cái lễ hội té nước rồi, thì bạn đi đến cái đợt này nè, cái đợt này là bên Thái Lan đang có đất cổ truyền của họ. Thôi như vậy là một buổi sáng này thì ngày đầu tiên của cái hội chợ thì mình cũng đã đi vòng một vòng cùng các bạn tham quan các cái gian hàng, thứ hai là thưởng thức các món ăn Thái Lan các bạn. Thì video tôi nói dài rồi, xin tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nha. Mình xin nhắc lại cái hội chợ này diễn ra trong 4 ngày, hôm nay đến ngày 28/4 là hết các bạn có thể tranh thủ đến đây để mà trải nghiệm. Xin tạm biệt các bạn.